Chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Trung Hiếu Vlog. Đấy, thì hôm nay mình lại lên đây làm một cái clip ngắn để tâm sự cùng anh em. Hôm nay mình sẽ không chia sẻ về kinh nghiệm sửa xe máy hoặc là độ xe nữa nhé anh em nhé. Thì hôm nay chính là ngày mùng 9 tháng 3. Đấy anh em ạ. Thì ngày hôm nay cũng là ngày vui nhất trong lúc Lý làm YouTube cách đây khoảng tầm 1 năm. Thì chính thức ngày hôm nay Lâm Lý đã nhận được một cái lá thư của Google gửi về. Đấy anh em ạ, đây chính là đây chính là cái má pin nha anh em nhá. Đấy anh em nhìn này, đây chính là cái má pin. Đấy thì cái lá pin này nó được gửi từ bên Malaysia về nha anh em nhá. Đấy anh em nhìn kỹ này, ở hai bên cái góc này nha anh em nhá. Đấy rồi ok. Lời đầu tiên Lý muốn gửi lời cảm ơn đến 2.700 anh em đấy, và các chị em nữa đã đăng ký và theo dõi kênh của Lý trong suốt cái thời gian Lý làm YouTube nhá. Đấy, trong vòng 1 năm Lý làm YouTube đấy, thì Lý muốn chúc cho toàn thể anh em là thợ mà chưa biết về những cái kinh nghiệm thủ thuật của nghề sửa chữa xe máy, thì chúc cho anh em càng ngày càng phát triển cửa hàng thêm tốt hơn. Đấy. Và chúc cho các anh em thợ mới vào nghề đấy và mới học nghề, chúc cho anh em giữ được cái lửa đam mê của nghề sửa chữa xe máy ở trong trái tim để anh em có thể phát triển được cái nghề sửa chữa xe máy để sau này có thể nuôi nấng được bản thân của mình và toàn thể gia đình của mình nha anh em nhé. Và nhân tiện hôm nay Lý nhận được cái má pin của bên Google gửi về như thế này, thì Lý cũng muốn chia sẻ cái niềm vui đến với 2.700 anh em đấy, một cái chút quà để gửi gắm anh em để nuôi cái sự đam mê về ngành thợ máy, và điều đặc biệt nữa là cũng muốn gửi gắm cho toàn thể các anh em chơi xe đấy một cái món quà, tuy nó nhỏ thôi nhưng nó cũng có một chút ý nghĩa để giữ được cái lửa đam mê cho các anh em thợ sửa chữa xe máy và cho các anh em chơi xe có một cái trải nghiệm mới hơn về kênh của Lý nha anh em nhé. Và trước mắt anh em đây là một cái dòng sản phẩm rất là nổi tiếng của đèn LED CIT nha anh em nhé. Đây mình sẽ cầm lên cho anh em xem. Đấy. Đây. Đây là cái sản phẩm là bóng đèn LED CIT 3 tim, là ba bóng LED nha anh em nhé, bóng LED đuôi công. Đấy. Tản nhiệt của nó là bằng tản nhiệt dây tản nhiệt chứ nó không phải dùng bằng quạt gió tản nhiệt nha anh em nhé. Đấy. Thì hôm nay mình muốn lấy 5 cái bóng này để tặng cho 2.700 anh em đang theo dõi kênh của Lý, và cũng gửi tặng luôn các anh em đang theo dõi kênh của Lý là về bên độ xe đấy và chế đồ chơi các kiểu trên xe máy nha anh em nhé. Đấy thì Lý mang lên đây chỉ có 5 bóng thôi thì không thể tặng được hết 2.700 anh em và một cơ số anh em đang theo dõi ở bên ngoài nữa đấy và chưa đăng ký kênh. Thì nếu ai anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông để có thể theo dõi được những cái video mới nhất của Lý. Tới đây Lý sẽ ra mắt và chia sẻ cho các anh em những cái hay và cái bổ ích đến với các anh em đấy. Và anh em nào hữu duyên thì sẽ được nhận sản phẩm là bóng đèn LED 3 tim như này nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ bóc hộp ra để mình chia sẻ luôn cho anh em. Đấy thì khi nếu anh em nào mà được nhận quà của Lý thì anh em hãy nhìn các cái sản phẩm xem có đúng ở trong video nha anh em nhá. Đây đấy đấy, có 3 tim này anh em này, đấy nhá, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy đấy, đuôi là màu vàng đồng nha anh em nhá,
và có cánh tản nhiệt này, đấy, các cái lá thép tản nhiệt này anh em này. Đó. Rồi, ok. Thế thì bây giờ mình sẽ ra cái luật chơi để cho các anh em cùng nghe và thực hiện nhá. Thì cái luật chơi này nó rất là đơn giản thôi. Anh em hôm nay là ngày hôm mùng 9 này. Mùng 9 tháng 3. Và anh em chỉ cần dự đoán 3 con số cuối giải miền Bắc vào ngày 12 tháng 3. Đấy, anh em nào comment nhanh và chính xác nhất thì anh em sẽ được nhận một cái sản phẩm, chính là bóng đèn LED 3 tim đuôi công như này anh em nhé. Thì anh em nhắn tin và comment cho Lý ở phía dưới bình luận đấy, 3 con số cuối anh em nhé, luật lệ là 3 con số cuối của giải miền Bắc và số điện thoại đấy. Thì 3 con số cuối thì để làm sao để Lý có thể so sánh được tất cả các cái lời comment của các anh em đấy, xem là ai chính xác nhất để có thể trao tặng các anh em nhé. Đấy, và số điện thoại thì nếu để anh em nào mà nhận được cái sản phẩm quà như này thì Lý sẽ trao đổi với anh em ở địa chỉ ở đâu thì mình sẽ gửi đến cho anh em nhé. Và điều đặc biệt ấy là anh em phải chỉ được nhắn một comment nhá, chỉ được một comment thôi nha anh em. Anh em nên lưu ý nhá. Anh em chỉ được comment một lần và điều đặc biệt anh em không được chỉnh sửa nhá. Nếu mà anh em chỉnh sửa và comment hai lần đấy thì là anh em đã bị phạm luật chơi. Đấy, thì Lý sẽ xóa những cái lời comment của anh em đi nhá anh em nhá. Đấy, anh em phải nên lưu ý là như vậy. Và cái điều thứ hai, anh em hãy chia sẻ hộ Lý cái video này lên tất cả các cái trang mạng xã hội như Facebook hoặc Zalo và các cái trang mạng xã hội khác. Và điều đặc biệt anh em cũng có thể chia sẻ lên các cái trang cá nhân của anh em và bạn bè và người thân của anh em nha anh em nhé. Và cái điều thứ ba, anh em hãy nhấn nút like. Điều đặc biệt là anh em hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ Lý, để Lý có thêm động lực để làm thêm nhiều những cái video mới để có thể chia sẻ cho các anh em những cái kinh nghiệm mới về nghề sửa chữa xe máy. Và điều đặc biệt là những cái đồ chơi xe máy đẹp nhất trong năm 2020 để cho các anh em có thể thỏa sức anh em lựa chọn nhé anh em nhé. Và anh em nhớ nhấn chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất của Lý, tới đây Lý sẽ ra mắt các anh em. Và cái bộ sản phẩm này thì điều đặc biệt là chỉ có thể tặng được cho 5 anh em thôi nhá. Đấy, anh em nào nhanh tay thì sẽ có quà, còn chậm tay thì sẽ hết quà nha anh em nhá. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ mở thêm một lần nữa để chia sẻ cho các anh em. Đấy, cho các anh em có thể biết được cái sản phẩm tới đây các anh em nhận nhá. Rồi, đây. Hộp, trong hộp thì nó sẽ có mút này anh em này. Đấy, trong hộp nó sẽ có mút này bảo vệ cái bóng đèn này anh em nhá. Đấy. Đây anh em nhìn này. Rất là kỹ càng cho anh em nhá. Đó, anh em nhìn này. Ok chưa ạ? Đây, đầy đủ nhá. Đấy. Rồi, còn anh em nào cần tư vấn đến sửa chữa xe máy đấy, thì anh em sẽ hãy cứ liên hệ đến link Facebook của mình. Mình sẽ trực tiếp tư vấn tận tình cho các anh em. Và anh em nào muốn đặt đồ chơi xe thì anh em cũng liên hệ đến Facebook của mình. Ở mình luôn luôn để cái link Facebook ở dưới cái phần mô tả cho các anh em, để các anh em có thể nhắn tin comment cho mình, để mình có lúc nào mình rảnh rỗi thì mình sẽ vào để mình xem và mình sẽ lại tư vấn cho anh em nhé. Đấy, và có thể là anh em nào thích món đồ nào thì anh em hãy để lại số điện thoại và địa chỉ, mình sẽ ship hàng đến tận nơi cho anh em. Đấy, anh em không cần phải đi ra quán hay đâu mua cả, anh em cứ ở nhà mình sẽ ship cho các anh em tận nơi tận tình luôn. Cả các cái sản phẩm mà Lý có ship cho anh em thì anh em có thể kiểm tra hàng thực tế, anh em nhìn thấy đúng hàng
như trong video thì anh em nhận hàng, còn anh em không đúng trong video thì anh em có thể trả lại hàng nha anh em nhé. Đấy, luôn luôn Lý giao hàng là như vậy, Lý nói được là Lý làm được, mà hôm nay Lý nói tặng là Lý sẽ tặng cho anh em toàn thể các anh em luôn anh em nhé. Anh em cứ comment đi chính xác theo luật nha anh em nhé, anh em không được sai luật nhá, anh em sai luật là anh em không được trách Lý. Đấy, ok chưa? Rồi, tạm thời video của Lý chắc là đến đây Lý sẽ tạm dừng. Anh em thấy video của Lý hay thì anh em hãy like và chia sẻ, điều đặc biệt anh em hãy đăng ký kênh có thể ủng hộ Lý, và anh em nhấn nút chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất của Lý. Tới đây Lý sẽ ra mắt anh em nhé.